Chuẩn bị bàn giao một cặp đồng hồ Rolex trên 2 tỷ và một câu chuyện vô cùng ý nghĩa cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Wow. Quá như mèo cào vậy chưa? Sao? Đúng rồi. Đúng mà thật sự luôn á. Mình khi mà hai em wow và xong anh thấy cái đồng hồ nó xuất hiện ra, anh cũng muốn wow theo luôn á. Đẹp quá. Một cặp đồng hồ Rolex chính hãng full vàng hồng nguyên khối AU750 dành cho nữ và nam trên 2 tỷ đồng. Và câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Câu chuyện ý nghĩa ở đây là một vị khách hàng đặc biệt và chọn Kỳ Lân và sử dụng rất nhiều sản phẩm cao cấp luxury bên Kỳ Lân, và hôm nay đặt thêm một cặp đồng hồ Rolex nữa, nhưng không phải để mình đeo mà đưa vào một câu chuyện. Ở đây là sắp đến là đám cưới con gái anh. Ngoài cái giá trị tài sản anh gửi đến hai cháu thì anh muốn có một cái gì đó giá trị, ý nghĩa, không phải chỉ là tài sản giá trị hoặc là trang sức để đeo, mà anh muốn nó là một cái giá trị về ý nghĩa mà anh muốn dành gửi gắm đến con của anh. Sau khi Kỳ Lân nghe yêu cầu thì Kỳ Lân tư vấn ngay luôn: anh ơi, cặp đồng hồ đi anh, cặp đồng hồ chính hãng Rolex full vàng hồng, không chỉ giá trị về tài sản mà còn là giá trị về ý nghĩa, về sự trường tồn, về thời gian, sự gắn kết. Để em thấy lời muốn nói của anh là hai bạn sẽ sống bên nhau, yêu thương nhau mãi mãi. Anh ok ngay luôn và đây là kết quả. Và sau khi anh đồng ý thì Kỳ Lân đưa về một cặp đồng hồ Rolex chính hãng từ Rolex, một chiếc dành cho nam, một chiếc dành cho nữ, nam 40, nữ 31. Đây, một cặp, hai chiếc đồng hồ new chính hãng của hãng Rolex, dòng phân khúc cao cấp của hãng Rolex. Có nghĩa là Rolex sẽ có nhiều phân khúc như là bằng thép, phân khúc thép đờ mi và phân khúc full vàng, thì đây là phân khúc cao nhất full vàng. Và hai chiếc đồng hồ này khác nhau về kích thước size nữ, size nam 31 và 40, cùng là vành khía chạy tia đặc trưng của hãng Rolex. Và mặt dial thì một cái là màu bạc nhẹ, một cái là màu hồng nhẹ, hai màu này tương đồng với nhau. Và điểm khác biệt trong mặt dial là cọc số giờ của nữ, nữ là date set, nam là dates. Đây đếp nên là của nam thì có ô thứ ở trên góc 12 giờ, còn lại thì ba kim giờ phút giây là như nhau, và một ô lịch ngày. Cọc số giờ của chiếc nữ thì là cọc số giờ kim cương tròn được đính trên viền vàng của chân cọc số giờ, và của nam thì là cọc số giờ là kim cương baguette, kim cương ống hình chữ nhật lấp lánh. Thực sự là thật vui và thật xúc động, cảm xúc vì được mình được tư vấn và anh đồng ý, và mình cũng được góp phần vào câu chuyện là tư vấn và anh mua một cặp đồng hồ và mình đi bàn giao đến anh để anh tặng cho hai con của mình. Đó là một câu chuyện rất là vui và rất là thú vị và rất là cảm xúc, vì mình là một phần trong cái câu chuyện này, có tác động đến từ mua cặp đồng hồ này và đi bàn giao đến anh. Em rất trân trọng và cảm ơn anh đã tin tưởng và thương yêu Kỳ Lân Luxury, chọn những sản phẩm cao cấp luxury của Kỳ Lân trong thời gian vừa qua luôn. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng và chọn lựa Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm cao cấp luxury theo yêu cầu cho quý khách để làm hài lòng sở thích, cảm xúc. Nên là Kỳ Lân hân hạnh và trân trọng được cảm ơn tất cả mọi người, tất cả quý khách đã ủng hộ và luôn tin tưởng Kỳ Lân Luxury. Rồi, và bây giờ hai em chuẩn bị cho anh ống hợp lại và tay đồ nghề của anh không, để đi xuống bàn giao đến đo thắm mắt dây cho từng cổ tay của con gái anh và con rể anh nha. Ok, let's go đi em. Thưa anh, ok, cảm ơn em. Cảm ơn em. Cắm đi. Rồi, chạy đi em.